Hôm nay mình sẽ thử tìm hiểu về cơ cấu khóa trục trên chiếc khoan pin này nhá. Đây là con khoan pin Akuza, mua một bộ một thân máy 2 pin một sạc thì giá hơn 700 cành một tí. Con này được cái là động cơ brushless không chổi than này, có đầu kẹp autolock và có khóa trục luôn nhá. Thì hôm nay sẽ tập trung vào cái cơ cấu khóa trục, bởi vì một số con khoan pin giá rẻ mặc dù có đầu autolock nhưng mà không có khóa trục anh em nhá. Để nhận biết có khóa trục hay không thì dễ lắm, mình cứ cầm vào cái đầu kẹp mình xoay thôi. Nếu mà con nào mà cầm vào đầu kẹp mình xoay nó cứng đét là có khóa trục. Còn những con mà mình cầm vào đầu kẹp mình xoay mà nó kéo quay cả hệ thống nhông cũng như là motor thì không có khóa trục nhá. Đây chính là cơ cấu khóa trục của nó nhá. Sử dụng 3 viên bi để khóa này. Cái đầu trục nó dạng là cái lục giác ấy. Thì anh em thấy là trên cái mâm này nó sẽ có 3 phần khuyết để ăn khớp với viên bi và cái trục nhá. Thì khi cái mâm này quay ấy, cái động cơ quay thì nó sẽ qua hệ thống giảm tốc và nó lai cái mâm này quay, thì nó sẽ kéo cả cái bi và cái trục quay thì nó sẽ dẫn động ra được cái đầu kẹp. Còn ngược lại khi mình quay cái đầu kẹp thì 3 viên bi đấy nó sẽ khóa lại, không cho cái trục xoay. Cái cơ cấu này nó chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng mà mình cảm thấy mình càng giải thích thì nó càng khó hiểu, nên anh em tự quan sát và tự ngẫm nhá. Anh em nào kết cái bộ này thì mình có để trong cửa hàng nhá, anh em có thể bấm vào để tham khảo. Và mình có làm một video review về con khoan này rồi, anh em có thể vào xem để biết chi tiết hơn.